Hello, xin chào cả nhà nhá. Đây tối nay bà xã làm cho bạn bún riêu cua đây anh em. Chất lượng lắm, ngon. Đây riêu đây anh em ơi. Ở đây là cá chiên nha anh em, chiên suốt cà chua. Đấy, ăn rất là xứng đời đấy anh em ơi. Ngon nha. Ấy. Đây còn đây là rau sống để ăn với bún đây anh em nhá. Đấy. Hấp dẫn đấy. Lớp các anh em mình tốt. Đấy, mời anh em ăn tối với gia đình mình nhá. Đây uống một lon bia Sài Gòn. Đấy. Ăn với bát bún riêu này thì quá là chất lượng, không phải chê đâu được. Nó ăn cho nó mát anh em, chứ rượu bia nhiều là đồ nóng nhiều. Đấy. Mời tất cả anh em ăn tối với mình nhá. Ngon mắm Anh em ơi. Đấy, bát bún chất lượng anh em. Ui giời, còn gì phải nói nữa. Nay ngày chủ nhật anh em nhé. Thế nên là rỗi rãi bà xã mới làm được, chứ ngày bình thường không làm được. Mời anh em uống cốc bia mình nhé. Đây anh em ạ, rất ngon. Đây anh em ạ, rất rau rất cá này mình rất là thích ăn này. Đấy. Ngon lắm anh em nhá. Đã đời. Cắt thêm một chậu chưa? Hết một chậu. Để rau dấp cá này mình dầu lấy đây anh em. Làm mấy thùng xốp để trên mái nhà cái này. Nó mọc đầy quá anh em. Ui, ngon. Mời anh em nhá. Búc cho con. Cái tí lại cường. Cái này phải thích trộn nước này. Đấy. Kệ. Bố có ăn nước trộn này đâu. Cái bún cua này nói là anh em là phải ăn cái lá dấp cá này, nó rất là hợp anh em nhé. Đại ý là riêu cua thì bao giờ nó cũng chua rồi đó, nên là mẻ hay là thế hay gì vào đều được hết. Đây anh em nhé, cá chiên sốt cà chua đây anh em, ngon lắm. Cái riêu cua này là nấu nhà là quê nhà vợ Duy ấy. Trước mà sang nhiều người ta sắp cỗ rồi, người ta cứ có cái bát riêu này, tức là để như kiểu giải rượu nóng rút luôn. Đông qua nó là nấu canh cua nấu mẻ. Canh cua mồng tơi. Không, thế thì ai nấu? Mồng tơi nấu mẻ. Mồng tơi nấu mẻ. Thế con râu ở đâu về lấy cái nấu? Ở Hải. Thế nên hai xã liền nhau ăn giống nhau hết. Đấy nhá, làm bát bún mát lắm, ăn nó sướng.
cua cứ có mua về bỏ tủ lạnh, lúc nào rỗi mình nấu mình ăn. Mình cua để thì chết rồi. Mời anh em nhá. Ngon lắm anh em. Ăn sướng. Ở mình thì, dân miền Bắc mình thì nấu canh cua là cứ nấu gia vị luôn. Bún riêu cua này là cứ gia vị nấu luôn anh em nhé. Nhưng mà ở miền trong thì người ta nấu bún riêu cua này thì bao giờ cũng có thêm bát mắm tôm với gia vị. Mắm tôm cho sao ấy? Tức là người ta tra mình bên sau cùng. Đấy, ai ăn mặn nhạt là tự tra. Người ta chỉ tra thong thoảng thôi. Còn hầu như là đến bắt đầu đến quán ăn thì người ta mới với múc mắm tôm với thứ tra. Như ở mình thì miền Bắc thì thường thường là mình hay tra trước gia vị nếm trước nên là ngon hay không là biết ngay. Thế nhưng mà cũng trao vừa anh em, chứ ăn uống cũng có người ăn mặn nữa nha. Rau sống ngon. Con ăn rau sống à? Ăn đi. Rau sống của nhà còn cây đẳng cấp. Nó thứ nhất là đang người đang háo ăn bắt riêu cua nó sướng. Ngon lắm. Mời anh em nha. Đi không uống rượu nhưng mà thôi làm một lon này cho nó dễ ăn thôi nhá. Ngon quá. Ăn được. Ăn cái này hứt cho cái dốc cá mà ăn rất dễ ăn. Đây. Ăn dễ ăn lắm. Ăn cái này. Đây. Yeah. Đây nhờ. Đó là dốc cá, rau dốc cá. Gói cũng được. Cắt miếng ớt cái tóc mồi lên. Ăn thế nó sướng. Không có gì phải chê này, bình luận này. Quá ngon. Sao không? Được không? Đẳng cấp đấy nhỉ? Thật ra nói với anh em là nó ăn bún riêu cua là nó phải có thời gian đấy anh em ạ. Chứ làm được nồi riêu lâu lắm. Không đơn giản.
Ba Huỳnh. Em ra mùi ở nhà cái chậu. Cái chậu cốt bồi. Ừ, tốt thế. Này ta ăn hết. Cái đấy ăn là phải lỗi. Ăn phải rổ chứ đấy, cái ai lại cắt. Không. Cắt để gốc. Không, cắt để gốc nó lại mọc. Để gốc nó lại mọc. Rau dưa là toàn tưới bằng nước máy hết. Không lân đạm gì cả anh em nhé. Không thuốc sâu chứ. Ăn nó cũng thoải mái. Nhà mình có lúc nào mình sẽ review cho anh em xem. Có một ít chậu ở trên mái nhà để trồng rất là ngon. Tuyệt cú mèo đó anh em. Chắc là không đánh vẩy. Đánh vẩy hết rồi, nhưng cái nó to ấy, da nó gầy. Đây anh em ạ, mình đã ăn hết bát bún rồi. Vì, thứ nhất là mình ăn uống là hay có tí rượu cốc rượu chè này, người nó nóng. Khi ăn bát bún là nó rất mát. Hôm nay chủ nhật, bà xã ở nhà nấu nên là cũng ngon. Thôi mình ăn hết bát bún rồi nhé, video mình tạm dừng ở đây nhé, chia sẻ cho anh em vậy thôi, để gọi là những cái bữa cơm bình dân anh em. Còn anh em yêu quý đăng ký kênh cho mình nhé, chia sẻ mình nhé. Chào anh em nhé, hẹn anh em video sau nhé.